Em xin chào các bác. Em tiếp tục về thêm một em chân dài nữa của Pioneer. Nhân cái clip này thì cũng báo giá đích danh cặp này cho các bác là thứ nhất. Cái thứ hai là trả lời một vài câu hỏi của những anh em đang quan tâm đến cặp này. HE100 là dòng loa của Pioneer sản xuất tại Nhật năm 89. Cái thứ nhất, trọng lượng thì em nó khoảng hơn 80 kg một đôi. Thì em này thì là dòng phải nói là 2 trong 1, hát karaoke và nghe nhạc rất hay của Pioneer. Tầm giá của em này là 22,5 triệu với thời điểm tháng 7 năm 2021. Và cái câu hỏi nhiều nhất anh em hay hỏi khi mà các bác đã sở hữu những cặp này HE100 là trường hợp mà khi nghe nhạc thì ok rồi, trường hợp hát thì có cần thêm súp không? Đấy, thì đầu tiên là nói các bác là dòng này bass nó rất lực, bass rất lực, với tai nghe của em thì hoàn toàn là dư bass, không cần dùng thêm súp làm gì cả. Đấy, không cần dùng nhá các bác nhá. Đấy là với tai của em, với câu trả lời của em. Còn đương nhiên cái gu nghe nhạc thì mỗi người một gu, nó giống như cái sở thích ăn mặn ăn nhạt ấy. Thì có những cái bass với cái mức bass đấy thì vẫn là thiếu thì các bác thêm súp. Nhưng mà nếu mà nói thế thì cái câu trả lời của em thì nó đúng là trả lời mà như không. Tuy nhiên em vẫn nhấn mạnh là gu của em cũng là gu nghe bass nhiều. Và với cặp này thì em không cần thiết phải dùng súp với bass. Khẳng định luôn là không phải dùng súp với bass. Em là cũng là dạng người thích nghe bass nhiều. Và thêm một cái minh chứng nữa, tí em sẽ test cho các bác nghe bass, nghe một bài nhạc DJ remix với cặp này. Sở hữu 2 bass 25. Nhiều bác lại cứ bảo bass phải bass 40. Tuy nhiên thì có những cặp bass 40 thì lại còn vừa rẻ và bass lại không ra gì, có hơn 10 triệu thôi. Nhưng mà không phải tự nhiên cặp này, có những nơi bán 27-28 triệu là bình thường, có nơi thì bán trên dưới tầm mức giá của em. Thì cặp này em bán 22,5 triệu cho các bác nhé. Bây giờ em sẽ test, hôm nay không test đầy, em test mấy một âm đi cổ cho nó đa dạng, để các bác nào đang chơi âm đi cổ cũng có thể tự tin để sở hữu cặp này. Cặp này thì chiều cao nó hơn 1 mét một chút. Đấy, sản xuất tại Nhật năm 89 nhé, gọi là đời chót chét của thập niên 80. Thùng Bombay và nó cực kỳ chắc và nặng nhé, nặng hơn 80 cân cơ mà. Bây giờ mời các bác nghe thử nhé, các bác có tai phone đeo cảm nhận cái tiếng bass của nó. Oh,
cặp HE100 hôm nay giới thiệu đến các bác. Thì với cái tầm tiền ngoài 20 triệu thì nếu trường hợp các bác có không gian bề ngang của phòng khách, không gian nó rộng, thì em có thêm một cái option nữa cho các bác lựa chọn, đó là cặp Sony G7 Bass 40 cũng ngoài 20 triệu một chút. Và cặp Pioneer HE100 sẽ dành cho anh em nào vẫn có nhu cầu về 2 trong 1 và thích cái tiếng bass nó nặng, tiếng bass nó khỏe, uy lực, mà cái không gian phòng khách của mình nó hạn chế về cái chiều ngang, thì các bác sẽ nghiên cứu và sở hữu cặp này. Cặp này thì nó chỉ cao hơn cặp Sony G7 thôi, nhưng bề ngang nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng Sony G7 bề ngang của em nó gần 50, thì em này thì nó chỉ rơi vào khoảng độ gần 40 thôi, khoảng độ 35, khoảng tầm đấy, cộng trừ một chút, thì các bác kê nó sẽ gọn hơn. Còn về chất bass thì anh em cũng không phải lăn tăn nhé. Dòng này các bác nghe remix DJ vô tư, khả năng hát tốt, cho nên là chịu đòn, khả năng chịu đòn của em HE100 này cũng rất tốt. Rồi, và những cái cặp trước HE100 về trước thì em đã ghép với những cái dòng âm ly khác, những dòng âm ly phổ thông hơn, những cái dòng âm ly 2 kênh stereo đơn thuần, hoặc là ghép với những cục đẩy cho các bác nghe. Thì hôm nay thì thêm một cái gọi là cái option, thêm một cái lựa chọn mới khi ghép với âm ly cổ. Các bác nghe để các bác tự trải nghiệm. Thực ra cái này nó là cái vừa để các bác thêm cái tham khảo, vừa là một cái thông tin để anh em ngồi rảnh rỗi của dịch các bác có thể theo dõi và xem. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên Thắng Audio, em sẽ tiếp tục làm những clip hay bổ ích. Và anh em có nhu cầu gì, có những cái thắc mắc gì về audio phối ghép hoặc này kia thì có thể để lại comment. Với trong những cái kiến thức có và những cái sản phẩm em có đáp ứng được, em sẽ làm clip phục vụ riêng cho các bác. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.